Hương ơi, Dạ. ô, con này hôm ấy chị tưởng em bán rồi mà nhận kèo rồi, khách hôm nay lại hủy kèo hay sao? Nói thế, con này là con khác, con này là con khác. Con khác Con à? này mới về. Con hôm trước là 211, đăng ký 212, biển 23. Em À. bán về làm dâu Lai Châu rồi, thầy giáo Lai Châu ủng hộ em rồi. Con này con khác, biển Hà Nội, giờ mới về đến À đây. nhỉ, biển đẹp chưa? Biển Hà 5996. Nội 5996 luôn. Màu Số tự động đỏ. 2 cầu máy xăng. Đẹp nhỉ? Màu đỏ nhá, đấy, Túc Sơn. Đấy, bác cứ bảo em là vua chân dài đúng luôn. Eco nhiều, Túc Sơn nhiều, về chiếc nào bay chiếc đấy này. Đẹp nhỉ, Đẹp chưa? chồng mê chưa, Zin nét cả xe luôn nhá. hai cầu Hai cầu. đặc Màn biệt hình to, cửa sổ trời panorama toàn cảnh, ghế da một bộ ghế da bò chất, không rách vỡ mục mọt gì. ghế điện Ghế lái chỉnh điện cho em. xịn nhỉ. Úi giời, Trời ơi, úi hôm trước giời, làm ngọt dâu nước, Lai Châu rồi, hôm nay thì em này không biết là về làm dâu ở đâu đây. đẹp nhỉ. 2011, số tự 2011 động máy xăng, hai cầu, biển con Hà này Nội. hai động cơ 2.0 ấy, sợ 2.0 nhập ăn sàn Hàn lắm, Quốc nguyên chiếc. sợ ăn sàn lắm. Ừ, 2.0 8 lít 9 lít cho bao nhiêu? Dòng này eco tiết kiệm mà. Lên máy eco nhá, đúng Máy không? eco đúng rồi. Siêu tiết kiệm, ghế da đẹp, trần nỉ. Ô, lên hết đồ rồi. Phun, cái dòng này phải phun nữa chị nhìn. Màn Đấy. hình cam hành trình, cam lùi, lên hết đồ rồi, Lên đẹp. hết rồi, sẵn sử dụng không cần phải rửa dọn đánh bóng Công gì nhận, cả, mới nhìn đét tắp vuông đi, tắp sơn zin lô, zin đẹp. đét luôn. Đấy. Ôi, công nhận, mê nhỉ. Mê luôn. Sơn này, Trời ơi, dồi ôi, thân mỏng vỏ cứng tang, cáp, đẹp. đẹp luôn. Sơn Giá thì chào bán mỏng bao nhá, nhiêu đấy? sơn mỏng nhưng mà thân vỏ cực kỳ cứng luôn. Con này thì giống như con bạc, những con khác đều là 455 triệu cho đời 2011. Nhìn 455. này. Đẹp nhỉ? Đấy, Bác chủ rất cẩn thật thận nhỉ? đấy. Dán thảm luôn này. Thảm luôn. Đùa chứ phải nói giữ gìn cực kỳ Đấy, lốp luôn sơ này. cua chị nhìn này. Bên trong thì sạch sẽ, Tất cả lốp đồ này, còn mới. hãng này, đây còn nguyên này, dùng Dùng cùng tăng kích này, cụ. sàn này. Ui, Công con nhận này nhỉ? mê luôn. Con này thật sự luôn, chủ Đến quá anh giữ chủ gìn. còn bảo là anh chỉ muốn bán chân dài thôi. Quá chất. Vì anh thấy chân dài rất là nhiều Tucson. Đây, thì ngày hôm nay có thêm Tucson ở đây. Hà Nội xịn xò luôn các bác nhé. Bác nào người Hà Nội mà mua em này quá hợp lý Đúng đúng rồi, gánh cho mình 20 triệu nếu như không? tỉnh Ồ, lẻ mà lên, đỡ biển chi tỉnh mà phí. lên mà mất 20 triệu tiền biển Xe rồi. thì gọi là sẵn rồi, về chỉ việc Sẵn đổ sử dụng xăng luôn, đi em thôi. đến em Hương mua còn không phải dọn thì các bác yên tâm nhé. Sơn sim sạch sẽ, máy số zin đét luôn. Check Đẹp. hãng thoải mái, cầu gầm lên. Này các bác nghe này. Bộ nội thất đẹp lên full đồ, từ keo chỉ táp ly này. Đẹp. Đấy, đấy, con bạc đây, 34 Hải Dương cũng có luôn. Thích màu bạc có bạc, thích đỏ có đỏ, thích đen cũng có đen luôn. Sời. Tucson 2011, số tự động máy xăng 2 cầu, 455 triệu, bao hồ sơ. Bác nào ở trên Hà Nội thì book em này về. Đấy, em này thì đỡ cho mình 20 triệu tiền biển các bác nhé. Đây. Alo trực tiếp cho em Hương qua số hotline 0354602790, em Hương tư vấn nhé. Chiếc hôm trước là về dâu làm dâu Lai Châu rồi, hôm nay rất mong là em nó sẽ về làm dâu tỉnh thành nào nữa đây. Alo cho em ạ.